Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong nghiệm một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe tán chuyên trì tụng, nguyện tọa nhân an nghiệm nhân màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 204, kinh Tạp Thí Dụ, Hán dịch đời Hậu Hán. Sa môn Chi Lâu Ca sống người nước Ngụy Chi. Một, thời xưa có thầy tỳ kheo thông minh trí tuệ, lúc bị bệnh nguy cấp, đệ tử thưa hỏi: Bạch hòa thượng đã chứng quả A La Hán chưa? Đáp: Chưa được quả ấy. Cả quả bất hoàn cũng chưa được. Vị đệ tử hỏi: Hòa thượng là bậc đạo cao danh vang xa, tại sao lại không đạt được? Đáp: Đã được quả thứ hai nhưng còn hai quả nữa chưa đạt được. Vị đệ tử hỏi: Bạch hòa thượng, ngài đã được quả thứ hai, vậy còn có điều gì trở ngại mà không đạt đến quả vô sinh? Đáp: Ta muốn gặp 280 ức người đắc đạo và vô số Bồ Tát trong ba hội vào thời Phật Di Lặc. Đức Di Lặc Như Lai thân cao lớn đến 160 trượng. Muôn dân đất đai, nước ngài đều có màu hoa đào. Dân chúng đều sống đến 84.000 tuổi. Đất đai bằng phẳng, y phục, thức ăn tự nhiên có sẵn. Đất đai cõi dân phù rộng lớn 30 vạn dặm. Ý ta muốn trông thấy nơi đó. Nơi không chứng quả vô sinh, Đức Phật Di Lặc có hai người đệ tử lớn. Người thứ nhất tên là Tạp Thí, người thứ hai là Số Số. Ta muốn ý kiến họ nên biết làm sao hơn. Vị đệ tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, từ đâu ngài nghe việc này? Đáp: Ta nghe từ kinh Phật. Đệ tử thưa Bạch Hòa Thượng: Sinh tử lao nhọc, Đức Phật Di Lặc có pháp gì khác hay sao mà ngài phải ở đợi chờ? Đáp: Không có gì khác cả. Vị đệ tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, có gì khác hơn các pháp lục độ tứ đẳng tứ ân tứ đế không? Đáp: Cũng không. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nếu tất cả đều giống nhau, kia đây không khác, sao ngài lại đợi chờ? Nếu ngài chủ ân Đức Phật không nên trở về với Đức Di Lặc, thì cũng có thể chọn lấy pháp độ mà không cần đợi ngài Di Lặc ghi bàn. Hòa Thượng bảo: Thôi đi, ngươi hãy lui ra, ta sẽ suy nghĩ. Vì đệ tử kia bước ra khỏi cửa thì Hòa Thượng đã chứng quả cho sinh. Vị đệ tử trở vào thưa: Bạch Hòa Thượng, ngài đã sao rồi? Đáp: Ta đã chứng quả vô sinh. Vị đệ tử đảnh lễ rồi tốt lên: Thật kỳ lạ, trong chốc lát mà ngài đã chứng quả. Hai. Thuở xưa có thầy tỳ kheo đã nhập định, bị lửa ngoài đồng đốt nhưng không cháy. Người ta thấy vậy cho là quỷ, liền lấy rìu chặt mà không đứt. Dù có hết sức cũng, nhưng cũng không đứt. Có một vị đắc định, khi đệ tử mời dùng cơm vẫn không biết. Nhân đó đến kéo tay thầy, cánh tay kéo dài ra hơn một trượng. Đệ tử định cô cánh tay lại, nhưng quá sợ hãi nên không cột được. Khi xuất thiền, cánh tay đau nhất. Vị thầy mới hỏi thì đệ tử thưa lại mọi việc như vậy. Vị thầy bảo: Ngươi không biết cách đánh thức ta, nên bẻ tay ta. Người đắc định thân thể mềm mại như bông, cũng như thai nhi ở trong bụng mẹ vậy. Ba, thuở xưa ở nước Kế Tân, có một vị Bồ Tát khi mới sinh ra rơi xuống đất. Đất bị rung động mạnh làm cho cha mẹ đều kinh sợ. Đối có bậc La Hán của đầu lãnh lễ, tung hoa cúng dường. Sau lớn lên, vị ấy xuất gia biện tài trí tuệ thông minh, nhưng không đạt được pháp nào cả. Người nào nghe thầy ấy thuyết pháp đều được đắc đạo. Lúc ấy có hai thầy tỳ kheo nhiều năm giữ giới trong sạch, đã coi tinh xá nhưng chưa thông hiểu đạo lý. Thiên thần mới bảo: Nơi kia có tỳ kheo hóa độ được nhiều người, hai thầy đến đó dù xa xôi cũng mời về. Ở nước của thầy tỳ kheo ấy có tỳ kheo quan hệ với dâm nữ. Hai người xin ra mắt một người vào trước kính lễ, rồi ngồi xuống gần đó. Dâm nữ vẫn cố ý nằm im, nhưng ông ta chuyên tâm nghe kinh, không nghĩ đến chuyện gì khác nên đắc đạo, liền cúi đầu lui ra. Rồi bảo người kia tiến lên đảnh lễ thăm hỏi ngồi nghe. Thấy dâm nữ nằm, thầy cho rằng tâm niệm vị ấy nhơ nhuốc không tốt, bà nói uổng công khổ nhọc từ xa đến, liền bỏ ra ngoài. Thầy thì khéo hỏi: Sao thầy buồn bã vậy? Thầy biết có gì sai lầm. Thầy kia nói: Chúng ta đã lầm người, vượt qua biết bao khổ nhọc mà gặp thầy này tu hành phóng đãng ô trượt. Thầy thì khéo nói: Để đoán sai lầm, theo pháp người học hỏi chỉ cần chuyên tâm nghe nhận để hiểu biết thông suốt. Sao thầy lại nghi ngờ phải trái, rồi tự mình sinh niệm xấu để không được gì? Thầy kia liền nhất tâm vào nghe kinh, nó cũng được đạo. Một người chứng A-la-hán được tiếp đãi như khách, rồi trở về nước cũ. Vị sư về sau không coi chùa, quá sức lạm dụng đồ vật cúng chúng tăng,
làm việc thâm dầm chưa chơi quá mức, nên là chúng ta quyết định đuổi đi. Thì có vị là hắn tới bảo cho nên đuổi đi. Thế ấy tuy dùng đồ vật của tăng nhưng có thể hóa độ được nhiều người. Chúng ta thôi không đuổi vào nữa. Vị lan ấy thường gần gũi đến tận nơi vị kia và bảo thầy đến xin người đệ tử cũ của mình đồ vật để đền cho mọi người. Thầy đến nơi kia được nhiều của báu đem về bồi thường gấp bội cho chúng ta. Năm một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bài kinh số 4. Thời xưa có một hiền giả tinh tấn thực hành kinh pháp, bị bệnh chết và con gào khóc buồn bã thương tiếc. Sau khi hỏa táng thân hài cốt chôn cất xong, họ không thiết lễ hương đèn tụng kinh. Với gia tài giàu có, sáng ngày 30 ngày rằm, họ nhóm họp trên nghĩa địa giết nấu bày cổ thành soạn, rồi buồn bã khóc lóc tương tiếc không nguôi. Nhờ cho đức trọn vẹn nên người chết sinh lên trời, ông ta dùng tiếng nhảy trông thấy vợ con, ta bày lòng thương xót. Ông một cách quá ngu si để biến thành đứa trẻ chân châu ở gần bên họ. Con châu bất chợt chết mất, đứa bé gào khóc, các con đã lấy để ở đấy. Bảo nó ăn rồi kêu đánh và bắt đầu khóc, kể như thế suốt ngày. Những người kia chê cười trách hỏi, này cho bé, cháu là con nhà ai? Cháu chết thì phải về nhà thưa, chứ cháu gào khóc có ích gì đâu. Cháu chết rồi thì làm sao biết được. Chứ bé thưa, con không phải ngu, cháu chết hiện còn đây, vẫn có thể hy vọng cho cha các chú đã mất. Mà các chú đặt trăm món thức ăn, rồi cùng nhau hướng về ông ta kêu khóc. Hai cốt ông ta là cháy tiêu, nó sẽ còn biết được. Mọi người nghe xong hiểu ngay, chú bé nói, ta vốn là cha các con nhờ ơn Đức Phật, cho nên sinh lên trời để đến giải thích cho các con biết. Nhưng nay chú bé hiện lại thân trời rồi bảo, muốn được như ta phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Nói xong ông ta biến mất. Vợ con nội ngoại liền trở về lo tinh tấn tu hành dưới đất, bố thí cứu giúp tất cả, không còn buồn đau nữa. Mày sau được đắc đạo ở sinh thiên. Năm giữa biển có một nước tên là Tư Ha Điệp, trong đó có rất nhiều châu báu nhưng không có đường cục. Lúc ấy có người lái buôn đem hơn 500 xe đường cục với niềm muốn dâng lên đất vua để được thưởng còn hơn bán ở chợ. Đem đường cục đặt trước công vua, ông ta bị biện suốt cả tháng mà không có người nào hỏi han đến, nên tức giận nói, đất vua kia cũng là người, ta cũng là người, mắt tai mũi miệng đều như nhau mà lại không thể được một lần gặp gỡ và nói chuyện. Sao đức vua phước đức hơn người vậy? Ta cũng làm công đức để cho đức vua đến với ta. Ông ta xuất gia làm sa môn, đem hết đường cục cúng dường tam bảo, rồi sinh ở một nơi thanh vắng, suy tư và khổ không vô ngã. Không bao lâu ông ta thông suốt, không có gì trói buộc, chứng được lục thông, tâm trí ổn định, ông ta chứng đại. Trái đất chấn động, thiên đế thích đến vấn an. Lúc bấy giờ, thiên đế và chư thiên đều xuống đảnh lễ chúc mừng ông ta. Vị tỳ kheo hỏi Đế Thích, các vị làm gì ở trên trời? Đế Thích thưa, thưa tôn giả, trên trời có bốn vườn vua chơi, ba nơi là năm dục, còn một nơi là đạo đức. Ở trong đó, hoặc bàn luận về kinh điển của Đức Phật, hoặc bàn luận về bốn bậc siêng năng giữ gìn giáo pháp trong thiên hạ. Vị tỳ kheo hỏi, luận về người giữ gìn giáo pháp đều giống nhau hay có sâu cạn? Đế Thích thưa, thưa tôn giả, tất cả đều là người toàn thiện vậy. Từ lúc Đức Phật niết bàn đến nay, có ba hạng người mà chư thiên vẫn luôn bàn luận mãi không hề bỏ qua. Vị tỳ kheo hỏi, đó là hạng người nào? Các vị hãy kể cho biết. Đệ Thế Thừa, tôi tôn giả, nước Ba La này có một người làm sa môn, tự thề rằng ta phải đi kinh hành cho đến khi nào chứng A La Hán mới nằm. Thế nên đi kinh hành suốt ngày đêm, đến nỗi chân bị thương chảy máu và bị nhiều chim chóc theo vết máu mổ nuốt. 3 năm thì đắc được đạo, chư thiên khen ngợi và luôn luôn phụng thờ. Có một người ở nước La Diệt Kỳ của làng Sa Môn, ông ta trải cỏ làm đệm để ngồi, rồi thề rằng nếu không đắc đạo nhất định không đứng dậy. Khi có bóng mát đến che, ông chỉ muốn ngủ nên bảo người ta làm một cái dùi dài 8 tấc, để mỗi khi có buồn ngủ đến thì châm vào hai bé cho đau nhất, để không còn buồn ngủ nữa. Trong vòng 1 năm, Sa Môn đắc quả A-la-hán, cho thiên tán thán ngợi khen. Là có một người ở nước Câu Diệm Di cũng làm sa môn, ở trong một cái thất trên mỏm đá núi cao nguy hiểm,
Rồi cuối cùng không có người nào đến đó được. Lâu quấy ma ba tuần, thấy Sa môn tinh tấn liền hóa thành con trâu ở trước mặt, rống lên rồi dương sừng tròn mắt muốn hút thầy. Vị Sa môn rất sợ nhưng nghĩ rằng nơi này đâu không thể nào tới được. Tại sao lại có nó ở đây? Không lẽ là ma làm? Nên Sa môn liền bảo, nơi có phải là ma biến hóa không? Nghĩa là Sa môn đã biết ma liền hiện lại nguyên hình. Vị Sa môn bảo ma, ngươi muốn gì mà dọa ta? Ma nói, thấy Sa môn tinh tấn, tôi sợ ngài đã có cảnh giới của tôi nên cố ý đến khủng bố. Sa môn nói, sở dĩ ta làm Sa môn là muốn ra khỏi thế gian. Đức Phật có tướng tốt, ta muốn chiêm ngưỡng ngài. Đức Phật đã rời khỏi thế gian nên không thể thấy được. Ngài nói ma có thể hóa thành thân Phật, nếu ngươi hóa hiện được thì ta không tinh tấn nữa. Ma liền hóa làm Đức Phật đứng ở trước mặt. Sa môn quan sát rồi chứng quả A-la-hán, trên không chư thiên khen ngợi vô cùng. Ma hối hận buồn rầu tức giận lập tức biến mất. Đức Thế thưa với Sa môn, thưa tôn giả, ba vị ấy được chư thiên khen ngợi mãi mãi. Sa môn nói với Đức Thế, ba hạng vị ấy biết rõ khổ không, cho nên thân này hư rã. Ta vốn không bị người khinh chê nên đi tìm đạo để vượt ra ba cõi, thật là kỳ diệu, chứng quả A-la-hán. Chư thiên thưa, thưa tôn giả, bây giờ trở về trời, chúng con đem việc của ngài đặt lên hàng đầu. Bây giờ chư thiên đảnh lễ rồi cáo lui. Vua của nước đó nghe tin vị chủ nhân đường cục xin đang tu hành đắc đạo, đền đến cúi đầu đảnh lễ tạ tội và tôn làm quốc sư giúp nước nhà thái bình, tam bảo hưng thịnh, được phước độ lộc độ không để thể nào tính hết. 6. Hồi xưa có một bệnh nhân đi nhiều thầy thuốc nhưng bệnh không khỏi, nên đi đến cầy nhờ đức vua tác hòa đàn. Tâu đại dương, con đem thân mạng quy phục ngài, xin ngài từ đi từ bi chữa bệnh cho con. Đức vua liền ra lệnh các thầy thuốc chữa bệnh cho ông ta. Các thầy thuốc tâu, tâu đại vương, thuốc này không thể có được. Đức vua hỏi các thầy, thuốc ấy gọi là thuốc gì? Các thầy thuốc thưa, tâu đại vương, lá thịt của người thế gian không có năm độc làm thuốc thì bệnh mới khỏi. Người không có năm độc là người: một, không có tâm tham dâm; hai, không có tâm sân giận; ba, không có tâm ngu si; bốn, không có tâm ganh ghét; năm, không có tâm bạo ngược. Nếu có hạng ấy, hạng vị ấy thì bệnh ông ta mới lành. Đức vua nói với các thầy thuốc, vì đến quy phục ta mà chỉ có ta là không có những thứ độc ấy. Thế rồi Đức vua cắt thịt của mình đưa cho họ và làm thuốc. Bệnh nhân được lành bệnh để phát tâm đại thừa. 7. Thuở xưa có một người tên Ca La Việt, tự ao ước được gặp ngài Văn Thù Sư Lợi. Sau khi mở cuộc bố thí lớn và đặt tòa cao xong, thì có một ông lão xấu xí, rất xấu xí, mặt mày lem luốc, đầy ghèn, nước mắt đờm dã ở trên tòa cao. Ca La Việt mới có ý, hôm nay chúng tôi cúng dường tòa cao là quý trọng Sa môn đạo đức ở trên đó, ông đâu phải là những vị ấy. Nói rồi liền kéo ông lão xuống đất. Bố thí xong, Ca La Việt thắp đèn đốt hương dâng cúng Đức Phật trong chùa chẳng nguyện, nguyện đem công đức này ngay trong hiện đời cho con được tái ngài Văn Thù Sư Lợi. Sau đó trời về nhà quá mệt mỏi nên anh ta nằm ngủ, thì mộng thấy có người bảo, muốn thấy ngài Văn Thù Sư Lợi mà lúc được thấy ngươi cũng không biết. Ông lão trên tòa cao vừa rồi chính là ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài lôi ông ta xuống đất, như vậy trước sau 7 lần trông thấy mà ngươi nào biết. Chính mình đã nhiều lần được trông thấy ngài Văn Thù Sư Lợi. Người nào cầu đạo Bồ Tát thì phải nên có tâm bình đẳng với mọi người, ai cầu đạo Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi tưởng đến thử thách, hãy nên biết điều này. Tám, nói ví dụ cho sự vô thường. Có một cây to, quả nó bằng cái bình lớn. Lúc quả chín mùi, có một con quạ bay đến đậu trên cành cây. Vừa mới đậu thì quả rơi xuống đất, trúng vào đầu, chết. Thế vậy, thân cây nói kệ, quả đến không muốn chết, quả rơi không hại quả, quả chín làm quả chết, đủ nhân duyên nên vậy. Tội phước của người ở thế gian đến nhanh hay chậm chứ không mất đi đâu cả. Người có trí dù bị tội cũng không oán, được phước cũng không vui,
mà chính là người tinh sâu và luôn luôn thọ trì lời Phật dạy. Trong ba cõi có 96 đạo, người đời phụng thờ đạo là muốn thiên thần ban lợi ích. Cái đạo nhỏ này chưa hiểu được thế nào là phước, làm sao có thể giữ gìn đức độ. Sở dĩ như vậy là không biết sự cao sáng của Tam Bảo và không giữ gìn năm giới thanh tịnh. Nếu không hiểu sâu bát chánh đạo thì đâu có thiên thần nào cứu giúp con người. Thế nên gọi đó là ruộng phước mỏng vậy. Chính của người Tam Bảo thông suốt ba đời, hiểu rõ phước thiên đàng, biết tội địa ngục, hết lòng kính tin Tam Bảo cũng tránh khỏi ba đường, dùng số trí tuệ hùng mạnh làm tiêu tan vô si tâm tối trong ba cõi, tu sáu nước tịnh thần để rửa sạch cho bẩn của sáu bệnh, cho nên có thể xem nhẹ tiền tài, bất phần thân miệng để bố thí bình đẳng là trồng gốc rễ cho đời sau. Bố thí có một lần và được quả báo đến vạn lần, nhanh như tiếng vang vừa lại. Thế nên nói đạo lớn là ruộng tốt trong ba cõi. Vì sao nói rõ việc ấy? Tuổi xưa, Du A Dục đã từng là một đứa bé. Trên đường gặp Đức Phật, đứa bé rất vui mừng, lấy một ít cát thành tâm dâng cúng Ngài. Do phước này nên được làm thánh vương trong coi 16 nước, gồm 40 vạn dặm. Vì thế nên nói rõ việc ấy, Đức Phật là ruộng tốt cùng tổ. Thời xưa vào thời Đức Phật Duy Vệ Nang Đà, em của Đức Phật do phước đức một lần tắm gội chúng tăng và được sinh vào dòng họ Tích. Thân có 30 tướng tốt, dung mạo rực rỡ màu hoàng kim. Nhờ phước đức đời trước mà sinh cùng thời với Đức Phật, thân tấn học đạo đã đắc lục thầm. Người xưa bố thí có một lần một quả báo lớn, huống gì người đàn việc bây giờ có thể làm nhiều việc. Nếu làm tất cả việc sẽ được tiếng tâm lớn, thì họ càng thêm hoan hỷ của độ tất cả. 10. Đức Phật dạy, tinh thần ô nhiễm luôn luôn bị sinh tử nung nấu trong kiếp cho đến khi nào đắc đạo mới thôi. Sau khi Đức Phật niết bàn 500 năm, có một vị quốc vương tinh tấn dũng mãnh hiếm có trên đời, cũng dường một lúc 3 tháng các thức ăn mùi vị thơm ngon nhất cho 6 vạn sa môn. Vị đạo nhân là thượng tọa lớn nhất, thông suốt kinh điển, lại thông kim bát cổ chứng A-la-hán. Cách phía đông nước này 480 dặm có một quốc vương cúng dường cho 500 bà nam môn những thứ đồ ăn ngon nhất, và là 100 thứ cờ phướng bằng lụa là xinh đẹp, có trang hoàng nhiều vật quý báu bằng vàng, mệnh giá trị là một lá phướng là 500 lượng vàng. Đức vua dùng kỹ nhạc để vui chơi trong buổi lễ, có ý định đem nhạc cụ quý giá ban cho những người biết sử dụng nó. Nghe quốc vương kia có vật báu này, những người nghèo khó ở bốn phương tụ tập lại 500 người, chỉ muốn lấy vật báu trên đường đến Tinh Xá. Họ luyện tập tài năng học vấn kỹ thuật, nhưng lương thực cạn sạch nó không đến được, mới đến trước vị thượng tọa cầu xin làm sa môn. Vị thượng tọa quan sát thấy họ chính là hiền trả và gia nô thời Đức Phật Huy Vệ đã từng làm những thức ăn uống cúng cho đạo nhân. Thượng tọa lại nghe Đức Phật dạy rằng, từ đó đến nay, dù sinh lên cõi trời hoặc trong nhân gian, họ đều hưởng phước báu tự nhiên. Nay phước đã hết, nhưng giáo pháp học được vẫn còn, nó có thể độ những vị ấy được. Sau khi được thượng tọa cao bỏ đau thấp, trao giới pháp, họ vào cung thọ thực, rồi trở về rất vui vẻ. Biết họ sư nói, không thể chối trá mà ăn cơm này được. Nếu người nào không thành tật và ăn cơm này, sẽ làm trâu ngựa đầy tớ cho vua trong nhiều kiếp. Ngay việc này, nó trong Tỳ Kheo mới thọ giới sợ hãi dốc lòng tinh tấn trong 90 ngày, và đều được chứng quả A-la-hán. Thầy Tỳ Kheo đã đắc đạo, muốn tự mình nói rõ ngọn ngành, liền đi nhanh lên, kêu gọi mọi người vào cung vua, cùng nhau tranh tài. Ba độc, 12 nhân chuyên, năm ấm sáu thức ta đều diệt sạch, ai có thể cùng ta đối địch? Mọi người đều ngạc nhiên, thầy này nói vậy có ý nghĩa gì? Các thầy Tỳ Kheo nói, chúng tôi luyện tập tài năng, học vấn kỹ thuật là muốn lấy báu vật kia làm lợi dưỡng, nhưng bây giờ làm sa môn chứng quả A-la-hán để diệt sạch những tà bậy trong ba cõi. Nhờ ơn đại sư để chúng tôi đạt đến nó diệu lạc vô cùng. 11. Thời xưa, có hai anh em ở trong một gia đình rất giàu có và nhiều thế lực. Nhưng cha mẹ qua đời sớm đã không còn có ai để nương cậy. Tuy là anh em nhưng tâm ý khác nhau. Người anh thích đạo nghĩa, còn người em thích sự nghiệp, chức tước quan quyền, bổng lộc tam, nhan sắc xinh đẹp ở đời. Vì ở gần Ba La Phất nên tiếng gà gáy cách Tinh Xá không xa. Người anh chuyên đi học hỏi kinh điển, không lo toan việc nhà. Còn người em thấy anh bỏ bê việc nhà nên thường oán ghét anh mình. Cùng là anh em nhưng cha mẹ mất sớm, để ra còn phải siêng năng chịu khó nghe đến việc sinh sống. Trái lại, người anh bỏ bê việc nhà để đuổi theo sa môn nghe kinh Phật,
Simon đâu có thể cho anh ta y phục của cải. Vì thế mà nhà cứ dần dần nghèo túng, tài sản ngày càng sa sút, nên bị mọi người chê cho là biếng nhác, làm tiêu tan hết nhà cửa. Vì em thưa với anh, nay anh phàm làm con phải nên gây dựng sự nghiệp, tiếp nối công lao cha mẹ, không được bỏ phế mới là người con hiếu thảo. Người anh bảo em à, thọ trì năm giới, 10 điều thiện, cúng dường tam bảo, thực hành 6 độ, ngồi thiền định niệm, đem đạo giáo hóa cho người thân mới là hiếu vậy. Đạo đời trái ngược nhau là số mệnh tự nhiên. Điều vui của đạo là điều ghét của đời. Vật quý báu của đời chính là vật hèn mọn của đạo. Người trí kẻ ngu tính toán không đồng nhau, giống như sáng tối nó không thể ở chung với nhau được. Vì vậy người trí bỏ tối tìm sáng để đạt đạo chân thật. Điều mà em cho là vui đối với anh là khổ sở, tất cả đều trống không, giả dối, mê lầm tính toán, có biết đâu là cực nhọc. Người em đáng giận, lắc đầu không tin. Thế như vậy người anh bảo, em thân làm việc nhà, lấy của cải làm quý, còn anh thích kinh điển, lấy trí tuệ làm quý. Là anh muốn xuất gia của y ruộng phước. Xét ra mạng sống ở đời nhanh như bụi bay, vô thường chụp đến bị tội lỗi trói buộc. Vì vậy bỏ đời để tránh nguy hiểm, được an vui. Thấy ý chí người anh hướng tới đạo nghĩa, người em im lặng không trả lời. Nghe anh bỏ nhà ra đi xuất gia làm sa môn, ngày đêm tinh tấn tụng kinh, suy nghĩ về đạo, nhất tâm ngồi thiền, không phân biệt tư duy, không bao giờ lười biếng, nếu có đầy đủ căn lực 37 phẩm trợ đạo như thực hành đúng pháp nên chứng đạo quả. Ngài đến chỗ em mình khuyến khích kính tin Phật pháp, giữa năm giới tu 10 điều thiện là căn bản sinh thiên, còn bố thí học hỏi giáo pháp là nền tảng của trí tuệ. Nghe xong càng thấy tức giận, người em trả lời: Này anh tự mình bỏ bê, không còn tha thiết đến việc nhà, làm tiêu tan nhà cửa. Vậy anh có thể làm việc này một mình đi, đừng có dạy lại tôi. Anh ra khỏi nhà ngay, đừng xen vào việc của tôi. Nghe anh liền bỏ đi. Còn người em, vì tham lam việc nhà nên cứ làm mãi không ngừng, không bao giờ để tâm vào Phật pháp. Sau đó người em qua đời, bị đọa làm một con trâu to lớn mập mạnh, được lấy buôn mua về dùng chở muối đi bán. Vì luôn luôn đi qua lại nên trâu mau gầy, không còn mập mạnh như trước nữa. Quá mệt nhọc khi đi trên sườn núi cho nên hai chân nó quỵ xuống, không đứng dậy được. Người lái buôn lấy roi đánh rồi lấy đầu nó mới động đậy. Đang du hành trên không trung, thấy cảnh như vậy người anh suy nghĩ biết được sự việc, mới biết đó chính là em mình. Liền bảo: Này em, nhà của ruộng đất mà mãi là niềm vui thích của em, sao bây giờ là ở đây là đòi làm trâu thế? Sau đó người anh dùng oai thần soi sáng chỉ bày thân đời trước của nó. Nhờ biết được thân trước của mình, người em rơi nước mắt, tự trách trước đây là điều ác, tham lam keo kiết, ganh ghét, không tin Phật pháp, khinh khi thánh chúng, tâm ý buông lung, không tin lời anh, trái với lời Đức Phật dạy, mạo phạm làm theo ý mình nên đọa làm trong loài trâu khổ nhọc hèn kém, hối hận không kịp. Với tâm niệm của em, anh buồn trầu thương xót, liền gặp người chủ trâu, nó đỏ ngọn ngành của nó. Thưa ông, sự việc như thế đây muốn là em tôi vì không tin tam bảo, bỏ chánh theo tà, keo kiệt phóng túng tham cầu, không bố thí, nên đọa làm trâu gầy yếu khốn khổ hèn kém rất đáng thương xót. Bây giờ đã quá già nua, quá mỏi mệt không dùng được nữa, mong ông cho tôi để tôi giúp cứu giúp mạng thừa của nó. Nghe mọi người lấy vuông đem cho, anh dắt châu đi về chùa bảo niệm tam bảo, nhờ cho ăn uống theo lời theo thời. Châu chết được sinh lên trời đau lợi. Lúc đó những người lái buôn đều tự nghĩ: Chúng ta siêng năng khó nhọc kiếm sống, không biết chán nhưng không thể bố thí lại, không tôn sùng Phật pháp, không biết đạo nghĩa, e rằng lúc chết không tránh khỏi đọa vào loại này. Họ liền cùng nhau rời khỏi nhà, từ bỏ vợ con của báu, vui chơi làm sa môn, siêng năng tinh tấn nên đều đắc đạo. Do đó thấy rằng tài sản thế gian không có lợi ích đối với con người, mà chỉ có tôn kính tam bảo, tu thân, học trí tuệ, nghe nhiều, hành đạo mới được an lạc ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản kinh số 12. Sau kia một người nghèo ở nước Xá Vệ có cây bồ đào trổ vài cành hoa, mà ta muốn cúng dường cho các sa môn. Nhưng các vị sa môn này đã được quốc vương
thỉnh tòa thuật trước một tháng. Do thế lực của người nghèo này không bằng vua, nên phải chờ đến một tháng mới gặp được một sa môn để cúng dường. Và thầy thưa với sa môn: Thưa đại đức, con muốn cúng dường trước đây một tháng, nhưng bây giờ mới được thỏa nguyện. Như sa môn nói với U Bà Di, bà ấy đem hết đồ trong một tháng là cúng dường. Vì U Bà Di thưa: Thưa đại đức, con chỉ có một cành bồ đào thôi, làm sao mà cúng dường một tháng? Vì sa môn nói, nếu có ý niệm cúng dường trong một tháng là một tháng cúng vậy. Có 17 việc rất khó đối với người tại gia: một, ra đời trong thời gian có Phật; hai, làm người mà được gặp Phật; ba, được làm người sinh nơi hưng thịnh văn minh; bốn, sinh trong gia đình dòng họ dòng tộc nơi văn minh; năm, ở trong gia đình dòng tộc mà thân thể trọn vẹn đầy đủ; sáu, thân thể trọn vẹn đầy đủ mà tài sản giàu có; bảy, được tài sản lại có bạn tốt; tám, được bạn tốt có trí tuệ; chín, được trí tuệ lại có tâm tốt; 10, được tâm tốt lại hay bố thí; 11, giả sử có bố thí còn muốn gặp bậc hiền thiện có đức; 12, gặp được bậc hiền thiện có đức lại thường xuyên đến chỗ họ; 13, đến chỗ họ được vừa ý; 14, được vừa ý mà còn lắng nghe và hỏi những điều đúng đắn; 15, được những điều đúng đắn mà còn mở mang trí tuệ; 16, được mở mang trí tuệ hay tọa trì các kinh điển cao sâu; 17, hay tọa trì các kinh điển cao sâu mà còn nương vào đó để thực hành đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Tạp Thí Dụ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.